chào cả nhà, hôm nay em ra vườn hái thanh long cả nhà ơi. Mà trước khi qua cái vườn thanh long thì em quay cho cả nhà coi cái này chút xíu nha. Nè cả nhà thấy không? Cà chua này là em trồng cho mùa đông á. Ra trái rồi nè. Trời ra nó có thể cây cà chua này nó chịu lạnh được và nó có thể last tới tháng 12 đó cả nhà. Thì ở bên Cali này cây cà chua này á là cây cà chua chịu lạnh được. Mấy cái cành này là tỉa bớt để cho nó ra cho nó tốt. Đó. Mấy cái sớt cờ của nó là tỉa bớt. Cái này là mấy bữa nữa là tháng 9 là mình có cà chua ăn tới mùa đông luôn, là tháng 12 là nó chết là vừa. Xong là mình đợi tới mùa hè thì mình lại trồng lại. Khoe cả nhà cây dưa leo nè cả nhà. Bữa nay em trồng chưa có tới được một tháng nữa mà em cho cả nhà coi trái này nhiều lắm. Wow, đã quá cả nhà ơi. Trời đất ơi, cả nhà coi nè. Tôi nói trái không là trái luôn. Trời cả nhà coi nè, trái nhỏ 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 nhỏ. Tôi nói đầy cây luôn cả nhà. Trời ơi. Ôi ôi cái cây. Coi nè, dưa leo này nè. Em mới trồng cách đây gần một tháng thôi cả nhà. Trời cả nhà coi nè. Quá trời trái luôn. Cái dưa leo này là dưa leo giống nhỏ nha cả nhà. Ôi nè. Wow. Coi cái cây dưa leo của em nè, tốt chưa? Và cả nhà biết tại sao mà nó sai trái như vậy không? Để em chia sẻ cho cả nhà nha. Cả nhà coi nè. Em để cái thùng compost ở đó đó, cứ mỗi lần mà em có phân dưa là em bỏ vào đó. Thế là em trồng 3 cây cucumber rau. Cái này á là trời, cả nhà thấy không, nó leo lên là cây nó cứ có phân nó ăn hoài, nên cây của em toàn là trái không á cả nhà. Bây giờ mình quay nè. Trời ơi, cái trái này mấy bữa nay nó núp ở đây mà em đâu có biết đâu. To quá trời. Quá trời. Wow, mấy trái luôn. Rồi, lại có cà tím anh nữa. Cả nhà coi nè, hai trái bí của em nè, nhìn tội nghiệp chưa? Đu đeo như vậy sợ rớt quá. Hay là mình đeo lên cho nó đi, để em lấy cái bịch em đeo lên cho nó khỏi rớt. Chứ cái này mà nó rớt một cái mà trúng đầu ai chắc chấn thương sọ não quá cả nhà. Nó bự hơn cái đầu của em, gấp đôi cái đầu của em nữa nè. Mà tự nhiên lên hai trái rồi còn đang ở đây nè cả nhà. Mình đeo lên cho nó đây. Lúc nãy lúc em đi ra vườn em chuẩn bị hai cái bịch rồi em đeo lên cho nó. Không á, sợ mai nó rớt xuống một cái. Mình không được ăn mà rớt trúng đầu ai là cũng mệt nữa. Trèo lên cột, trèo lên cột nó lên cả nhà ơi. Đó, một em. À, tới em này nữa nè cả nhà. Sợ nó rớt. Nhìn nó dễ thương quá mà sợ nó rớt. Bây giờ mình đeo nó lên. May sao hôm nay em tìm được cái bịch này đó cả nhà. Năm nay em đâu có chủ đích là trồng cái bí này ở đây đâu. Rồi nó mọc ở trong kia rồi nó bò ra đây rồi nó ra trái đó. Wow, cả nhà coi nè. Mướp nè. Ăn được hết rồi, coi chừng già luôn nữa. Mà sao cái giống mướp này kỳ vậy ta? Bữa em xin là cái giống mướp trắng mà sao giờ nó ra cái giống mướp xanh ta? Xanh lè, xanh lét luôn, còn xanh đậm nữa chứ. Bữa cái vườn của bạn em hả, cho em là cái giống mướp mà màu nó trắng lắm. Mà sao giờ em trồng cái nó ra màu xanh vậy ta? Hay là mình trồng, nó cho mình lộn giống. Rõ ràng năm trước em thấy cái cây mướp đó nó màu trắng đẹp quá, giống ngon quá nên em xin, giờ trồng ra toàn màu xanh không à cả nhà. Cả nhà coi nè. Đó. Ồ, dưa gan. Nè. Yeah. Có một trái dưa gan à. Hình nhỏ quá. Sà lách này là ăn được rồi nè. Không ăn là nó già. Vô đi coi cái này xíu. Coi mấy cây mướp của em coi nó làm sao rồi. Trời ơi coi nè. Cái này không biết còn ăn được không. Thấy già quá à. Tí bức đại đi hái giữ trái làm giống. Đó. Rồi rau đay cũng có luôn. Cái này mà về hái bụi rau đay ha.
về nấu canh mướp cả nhà ha. Còn gì bằng. Wow, cây cà chua bên đây cũng ra trái luôn rồi. Wow, có rồi cả nhà ơi. Coi nè cả nhà. Trời ơi, tội em cà nhà em chưa. Tôi nói lá thì không có bao nhiêu lá, mà cả nhà coi trái nè, chỉ có thấy trái thôi cả nhà. Trái từ gốc đến ngọn mà bữa đến nay hả, hái không biết bao nhiêu là trái, mà cả nhà coi nè, cố lên tới ngọn mà vẫn ra trái. Trời ơi coi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trời chắc mười mấy trái quá cả nhà ơi, nhiều quá. Chỉ có thấy trái thôi, em này còn chui luôn xuống đất nè. Wow, trái không, không có lá gì hết trơn, nó chỉ có trái thôi nè cả nhà. Mà cái cây đâu có đẹp đâu, coi nè, cây cành cối rồi tùm lum tùm la mà chỉ thấy trái thôi. Em thì thích trồng cái cà này nhưng mà em không có biết nấu nhiều món từ cà này. Cả nhà nếu ai cái coi video này của em mà biết trồng thì cho em cái công thức mấy món nấu cái này ngon ngon nha. Cái này wow, cái này ra trái nữa rồi. Ui, dưa gang nó như nó không có thích nắng lắm á cả nhà. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao em dưa gang này tội nghiệp vậy nè. Chui ở đây luôn nè. Ui trời trời. Ôi em phải ra kéo nó ra thôi cả nhà ơi. Em đi vòng ra ngoài đây cả nhà. Kéo cái trái dưa gang này ra thấy tội nghiệp nó. Cả nhà ơi, mua được trái dưa gang này ra đây rồi nè. Năm nay là năm đầu tiên em trồng dưa gang đó. Cũng được nhiều trái ghê cả nhà. Năm sau em sẽ làm dàn cho nó leo. Giữ giống, cả nhà có biết dưa gang tiếng Anh là cái gì không? Để em đi mua thêm giống, năm sau em sẽ trồng mấy loại dưa gang luôn. Bò tùm lum luôn. Em cứ tưởng là dưa gang trồng khó chứ thật sự nó cũng không khó lắm ha. Mà em thấy cái cây dưa gang nha, em trồng cái góc này nó không nắng nhiều thì cái cây dưa gang nó ra tốt cả nhà. Mà em trồng cái góc bên kia cái cây dưa gang nó không có tốt đó, thì bên góc kia thì cái cây dưa gang nó nóng thì nó không có ra nhiều cả nhà. Ở bên đây đó cây dưa gang á nó ít nắng nhưng mà nó lại tốt hơn đó cả nhà. Vào đây, nhiệm vụ của em hôm nay là đi cắt cái trái thanh long này nè. Cả nhà coi nè, trời ơi, kiến ơi là kiến, mấy con kiến này nó ghê lắm cả nhà ơi, nó ăn thịt mấy cái trái của em hết trơn rồi. Nên là hôm nay mình phải cắt nó thôi. Đi vô cái vườn mà hái mấy trái thanh long này đó cả nhà, phải mặc đồ như vậy, đeo theo cái bao tay này nữa, không là vô á là hả mấy cái trái này á gai không à. Nó cắn ghê lắm cả nhà ơi. Bây giờ mình hái thanh long nha cả nhà. Cả nhà coi nè, mấy con kiến nè. Trời ơi, cái trái bự như vậy mà nó cũng ăn của mình nữa hả. Bứt để đi đi rồi tí tính. Hôm nay wow, có năm á em thấy có trái đỏ đó, xong em cứ đợi nó chín thêm. Trời ơi, cả nhà biết gì không, cái lúc mà nó chín được rồi đó, trời ơi, hái ra được cái trái ở trong không có một miếng ruột luôn. Wow, coi nè, con kiến nó ăn hết rồi cả nhà. Cả nhà coi nè, cái trái thanh long dễ cưng chưa, nó nằm lên trên cái cành cây này luôn nè. Trời đất ơi, coi nè. Wow, wow, trái to lắm cả nhà. Trái này chắc có hả hơn 1 pound luôn á, chắc gần 2 pound đó cả nhà. Trái này gần cả ký đó cả nhà. Trời, biết vậy mang theo cái kênh nè. Trời ơi, wow, cả nhà coi kìa, nó núp ở trong kìa đó, cả nhà thấy không đó. Trái thanh long này nó ngọt lắm cả nhà, nó to mà nó ngọt, cái giống này nó to mà nó ngọt lắm nè. Cả nhà coi nè, đó, wow. Cả nhà coi này nha, cả nhà coi cái bàn tay của em nè, nắm vô, cả nhà thấy không, đó, trời ơi, coi cái trái thanh long này, mấy pound luôn đó cả nhà, chắc hơn 2 pound luôn đó, nè, cả nhà thấy không, hai cái bàn tay chắc chưa ôm được cái trái này, còn cái chùm này nè, ba trái nó mọc cùng một chỗ luôn cả nhà, mà coi nè, trời ơi, ui trời, cái này chắc nó gãy cành quá. Trời ơi, ăn thanh long thì em thích lắm nhưng mà sợ nhất là đi hái nó gai ghê lắm cả nhà. Trời ơi, nó mà đâm cho thì thôi, nhức lắm. Nè, đó. Nè, cả nhà coi nè. Đi qua bên đây nha. Nè, wow. Đó, đầy trái màu xanh luôn đó cả nhà.
Bữa nó bị mấy con muỗi này đó. Em xịt cái neem oil cho nó thì nó chết hết. Mấy cái mà không xịt đó là nó cứ ăn hoài. Giống mấy cái này nè, nó bị là mình vô trong đây. Mỗi lần mà em đi hái cái này là tao nói phải mặc đồ dài. Trời ơi, cả nhà coi nè, mấy con kiến nè. Đó, hái chậm xíu mà nó ăn hết của mình luôn. Đây kiến nhiều lắm cả nhà, còn quá trời trái nhỏ luôn nè cả nhà. Đó, nè. Đây. Bây giờ quay vòng vòng cho cả nhà coi, rồi bây giờ phải đi hái thôi, không á là nó tối hái không có được á cả nhà. Bây giờ quay vòng vòng cho cả nhà coi, rồi bây giờ phải đi hái thôi, không á là nó tối hái không có được á cả nhà. Bây giờ em phải cắt hết thôi, không á là kiến nó ăn hết mấy trái đỏ đỏ này nè. Mấy trái nào mà nó chưa chín á, mình mang về mình để luôn cái cành như vậy nè, mấy ngày rồi nó lại chín nữa, rồi mình cứ cắt như vậy rồi mình để như vậy nè cả nhà. Đó, mấy ngày rồi nó lại chín nữa chứ cả nhà đừng có cắt cái cành nó ra. Đó. Nhà đeo qua tay thì cứ kéo ra kéo vô rồi có mình cái nhà coi nè, trời rớt rồi. Cái trái này với cái mặt em nè. Cắt vài trái trên đây nữa cả nhà. Cả nhà coi nè, chùm 3 trái nè. Nhìn cái mặt của em nè. Nè, cả nhà coi nè, to hơn cái mặt em luôn. Nè, thêm cái này nữa nè. Đó. Đã chưa? Rồi để đi đi, mình cắt thêm mấy trái trong đây. Trái này còn cái bông luôn nè, dạ vậy mà còn cái bông nữa. Thấy chín không? Nè, trái chín mà nít ra luôn nè cả nhà. Đó. Nè, cả nhà coi nè. Wow, to quá nhưng mà bị con kiến ăn rồi cả nhà ơi. Cắt luôn. Con kiến nó ăn về đó, nhiều lúc nó mới ăn có xíu rồi cái mình rửa đi, cái mình tẻ cái chỗ nào kiến nó ăn á, cái mình lấy ăn vẫn được, không có sao đâu cả nhà. Mấy con kiến ở đây nó phá hoại. Cắt cái này luôn. Wow. Đó. Cả nhà coi nè, đó, còn cái hoa luôn nè. Dễ thương chưa? Coi nè. Trời ơi, cái trái nó căng luôn nè cả nhà. Dễ sợ không? Wow, coi nó trắng nè. Ngon chưa? Để coi năm nay thanh long nó có ngọt không nha. Cái trái này là lúc nãy nó bị con kiến ăn chút xíu đó. Bây giờ mình cắt thử đi, cắt cái chỗ kiến ăn nó mới bị ăn chút xíu mà mình cắt coi nó ngọt không bà gái ăn không. Ngọt lắm cả nhà. Năm nay ngọt hơn năm trước á bà gái hả? Mấy con kiến nó khôn lắm. Cái chỗ nào mà cái trái nào mà nó ngọt được đó là nó vô nó ăn á. Mấy con này nó khôn lắm á. Ngon quá cả nhà ơi. Mấy con kiến này nó khôn lắm. Trái nào mà bắt đầu đỏ 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 mà chuẩn bị mà thu hoạch được là nó đến nó ăn liền à. Cháu xịt cái neem oil á, xịt vô á, mà mình đừng có xịt lại. Mình xịt xong cái mình để mấy ngày luôn thì cái trái đó nó không có đến nó ăn nữa. Sao mà cái chỗ đó nó chết từ từ, mấy con nó chết từ từ luôn à. Bà gái ăn nữa không? Ăn nữa. Ăn nữa nha. Ăn vô luôn chứ còn để làm. Wow, ăn hết được một trái luôn á cả nhà. Ngon quá. Bà gái ăn hết nổi một trái không?
ngọt. Anh phải cần anh tối cả nhà ơi. Ngọt này thì ăn thôi đi cách nửa đêm có tối bà gái. Mày đã để cái đó ở đó đi. Qua cách nữa. Có là tí là anh tí không có. Trời phải chui vô đây cách đó cả nhà. Góc này cách khó quá bà gái hả? Nè, nó. Wow, trái bên đây bự. Mấy trái bên đây không có. Ở nhà cả nhà ơi. À. Trái này khó quá. Ồ, trái này kín nó bắt đầu ăn lên nè bà gái nè. Wow. Hái luôn. Nó mới ăn có chút à. Vẻ hả? Rửa đi xong rồi cắt cái chỗ kín ăn rồi mình ăn 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 lại không sao, chuột ăn sợ chứ kín ăn thì mình gọt đi mình ăn lại. Hồi xưa bên Việt Nam á, nhà không có tủ lạnh á, cái có cái gọi là cái gì, cái chạn á, cái gầm cái gì mà rè. Xong rồi để cái hộp sữa, xong rồi để cái đĩa, để nước xung quanh mà kín vô, tao nói mở hộp sữa ra sữa sẽ đặt á, xong bánh kín kín chấm với bánh mì ăn mà đâu có đồ ăn, có vậy thôi mà cũng ngon nữa, mà cho tao nói con quỷ kiến. Hồi đó lâu lâu mới có đường hộp sữa đặt chấm bánh mì mà còn kê cái đĩa, mà hôm nào mà quên không đổ nước cho cái đĩa đó, tao nói mấy bà kiến trèo vô cái hộp sữa đặt mà cũng phải móc nó ra ăn. Tới chứ nói gì tới Thanh Long. Thanh Long giờ mấy anh kiến đậu vô về cách chỗ đó đi, anh vẫn ngon như thường à. Đúng không bà gái? Đừng nói là mấy hộp sữa đặc đó. Nè, kiến nè, cả nhà coi nè. Nè, cả nhà coi nè, kiến nè. Em về em rửa đi, em gọt đi chỗ kiến em ăn nè, không sao đâu. Ăn nhiều, ăn hết trái em sợ chứ ăn vậy em không sao, ăn lại của anh kiến không sao hết á, không chết. Cả nhà ơi, đây là thành quả của em nè cả nhà. Đã chưa? 28 trái thanh long nha cả nhà. Rồi bây giờ cũng tối rồi, tạm biệt cả nhà.